Dạ, thiết bị tế Quỳnh Gia xin chào mọi người. Thì hôm nay thiết bị tế Quỳnh Gia xin giới thiệu đến mọi người một loại giường cao cấp, đó là giường điện đến từ thương hiệu Humid. Thì giường này thì nó có mã là GE6 và nó sử dụng công nghệ là công nghệ Hàn Quốc. Thì cái giường này giúp hỗ trợ cho bệnh nhân bị tai biến, khó khăn trong việc đi lại, hoặc là mình những bệnh nhân mà nằm một chỗ thì giường này hỗ trợ để cho những người bệnh, những người chăm mình thì trở nên thuận tiện và dễ chăm sóc hơn. Thì sau đây thì em sẽ vào phần chi tiết của giường. Thì cái phần khung sườn này thì nó được làm từ thép sơn tĩnh điện. Thì cái trọng lượng của giường này đó là 115kg và tải trọng của nó là lên đến 300kg. Thì hai người có thể là lên giường này chăm cho bệnh nhân, mình cứ có thể ngồi trên cái giường này thoải mái. Tiếp theo kích thước của cái giường này thì nó có cái bề ngang của nó. Bề ngang của đầu giường, bề ngang của nó thì nó là 90cm, còn chiều dài của nó là 2m, thì vừa đủ nằm cho một người, một bệnh nhân nằm trên giường ha. Rồi. Chiều cao mà từ bánh xe cho đến phần thân giường này thì nó là 55cm. Thì giường thì nó sẽ dưới phần chân giường thì nó sẽ trang bị cho mình 4 bánh xe. Thì 4 bánh xe này thì giúp hỗ trợ cho khi mà mình muốn di chuyển giường thì mình có thể di chuyển tới lui theo vị trí mong muốn ha. Tiếp theo nữa là cái giường này thì nó sẽ là khi mà mình di chuyển xong thì mình sẽ khóa cố định lại, 4 bánh đều có khóa bánh ha. Rồi. Trên giường thì nó sẽ trang bị cho mình cái là nệm. Thì nệm thì nó là nệm ở mặt dưới của nó, mặt dưới của nệm thì nó là sơ dừa ha. Còn ở trên thì nó sẽ là có một lớp xốp, thì người nằm trên đây thì nó cảm giác nó dễ chịu, nó mềm mại. Còn ở bên ngoài giường thì nó sẽ bọc một lớp simili. Thì cái lớp simili này, thứ nhất thì nó khi mà mình nằm trên đây nè, thì ví dụ như là có rơi vãi thức ăn hoặc là nước tiểu gì đó thì nó sẽ có, này nó vẫn thấm nha, nhưng mà nó sẽ hạn chế thấm hơn là những là cái nệm mà nó bằng vải. Tiếp theo thì cái nệm này thì nó mỗi khớp thì nó sẽ có một cái vate như gì nè, thì mình có thể là kéo ra kéo vô để khi mình muốn vệ sinh thì nó sẽ thuận tiện hơn. Rồi, hai đầu giường này và hai thanh chắn hai bên thì nó được làm từ nhựa ABS cao cấp. Thì cái nhựa này thứ nhất là nó sẽ là hạn chế chống bể hoặc là chống cắt xé, thì nó này nó sẽ chịu lực tốt. Dạ, về phần phụ kiện thì phụ kiện của giường thì đầu tiên thì nó có cho mình, thứ nhất là một cái bồ vệ sinh. Thì giường này thì nó sẽ có chức năng là mình có thể là đi vệ sinh tại giường. Thêm một cái là cái tay quay cơ. Thì cái tay quay cơ này để hỗ trợ trường hợp mà mình mất điện đột ngột mà mình muốn sử dụng tất cả các chức năng của giường thì mình có thể sử dụng cái tay quay này để thay thế cho mình sử dụng điện, phòng ngừa trường hợp là mình bị mất điện đột ngột. Rồi, kèm theo đó là một cái bồn gội đầu. Thì bồn này thì mình sẽ là hỗ trợ cho bệnh nhân, mình sẽ gọi là gội đầu của bệnh nhân tại giường, kèm theo cho mình ống xả nước ha. Rồi. Tiếp theo thì sẽ có là một cây truyền dịch. Rồi. Một cái bàn ăn. Thì bàn ăn này dùng để hỗ trợ cho bệnh nhân là mình có thể là ăn tại giường luôn. Đây. Mình thấy hai cái thanh này sẽ hỗ trợ là gác cái bàn ăn. Rồi. Rồi tiếp theo thì em sẽ nói về phần chức năng của giường ha. Thì giường nó sẽ trang bị cho mình là 4 động cơ. Thì tương ứng với các chức năng. Thứ nhất là phần nâng hạ phần đầu. Thì phần đầu thì mình có thể nâng hạ từ 0 cho đến 90 độ. Thì nâng hạ như vậy thì sẽ giúp hỗ trợ cho bệnh nhân là có thể là ngồi thoải mái trên giường, để mình có thể là mình ăn hoặc là ngồi xem tivi, hoặc là khi họ ngồi thì giường nó sẽ hỗ trợ tốt hơn. Thêm một cái thì là nâng hạ phần chân. Thì cái phần chân này có thể là nâng lên hạ xuống từ 0 cho tới 45 độ. Rồi, tiếp theo về phần nghiêng trái nghiêng phải. Thì phần nghiêng trái nghiêng phải thì giường sẽ hỗ trợ nâng hạ phần nghiêng trái nghiêng phải là từ 0 cho tới 55 độ. Và tiếp theo chức năng cuối cùng là nó là chức năng là bồ vệ sinh. Thì mình có giường này thì mình có thể là đi vệ sinh tại giường luôn. Thì sau đây thì em sẽ vào phần hướng dẫn mọi người sử dụng và chức năng của từng bộ phận. Dạ, và sau đây thì em sẽ xin hướng dẫn mọi người cách sử dụng giường điện ha. Thì đầu tiên thì em xin hướng dẫn về phần mình sử dụng cái phần thanh chắn này, để sử dụng trường hợp mà mình muốn nâng hạ phần thanh chắn này để
đưa bệnh nhân vào hoặc là mình đưa bệnh nhân ra thì nó sẽ tiện hơn. Thì hai thanh trắng này hai bên đó thì nó cũng đều như nhau, thì mình có thể nâng hạ lên xuống được. Thì để nâng hạ lên xuống đó, thì ở đây nó sẽ có một cái lẫy nè, mình chỉ cần đẩy nó lên, đẩy nó lên thì mình có thể hạ cái phần thanh trắng xuống đó. Trường hợp ví dụ như là mình bê bệnh nhân từ ngoài vô hoặc là bê bệnh nhân ra thì nó sẽ là tiện hơn, hỗ trợ cho người chăm nó sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ giá tỷ mình muốn nâng cái phần thanh trắng này lên, nâng phần thanh trắng này lên ha, thì mình cứ kéo thẳng lên như vậy thì nó sẽ dính lại. Như vậy là mình đã nâng hạ phần thanh trắng. Tiếp theo á, về phần mà để cái bàn ăn, thì mình cái chỗ để bàn ăn thì mình có thể là tháo dỡ ra nếu mình không cần muốn sử dụng tới ha, thì mình chỉ cần xả cái nút khóa này ra. Hai bên thì tương đương như nhau hết, kéo ra dễ dàng. Ví dụ trường hợp mà mình không cần muốn sử dụng đến cái thanh mà để bàn ăn, còn khi mình để vào rồi mình phá lại để khi mình sử dụng bàn ăn ha. Tiếp theo sau đây thì em sẽ xin hướng dẫn mọi người cách sử dụng về các chức năng của giường. Thì đây là cái điều khiển của giường ha, thì em sẽ xin nói về cái chức năng ha. Thì ở đây nó sẽ có nè, thứ nhất là nút dừng, nút reset làm mới lại cái chức năng của giường ha. Rồi ở đây thì mình sẽ có nè, nghiêng phải, nghiêng trái nè, nâng hạ phần lưng, đây là nút nâng hạ, nâng phần lưng lên nè, rồi hạ phần lưng, nâng phần chân, hạ phần chân. Rồi cái này là sử dụng bô, mình bấm đây thì tự động bô nó sẽ đến vị trí mình để mình đi vệ sinh ha. Còn này sẽ hạ bô xuống. Và cái chức năng tự động AB này thì chức năng này sẽ là chức năng là tự động nghiêng trái nghiêng phải, thì trong vòng 30 phút nó sẽ tự động nghiêng trái và trong vòng 30 phút nó sẽ tự động nghiêng lại phải. Và cái chức năng up bên này thì nó sẽ, mình sẽ là điều khiển chung một lượt, vừa nâng hạ phần lưng và hạ phần chân. Có nghĩa là mình có thể là thiết lập nó thành một cái ghế để mình có thể là ngồi ăn cơm hoặc là mình ngồi xem tivi gì đó. Thì sau đây em sẽ vào phần sử dụng ha. Đầu tiên mình sẽ reset nó mới lại một cái. Rồi khi mà đèn sáng như vậy thì mình bắt đầu mình sử dụng. Bây giờ em sẽ là nâng hạ phần, giờ em sẽ là tiến hành là nâng nó thành một cái ghế đúng không ha. Mình chỉ cần nhấn một cái thì nó sẽ tự động nâng hạ lên. Đó, ví dụ mà trong quá trình mà mình nâng hạ ví dụ trong cái khoảng này phải không, mình muốn dừng á, thì mình sẽ nhấn stop. Thì giường nó sẽ giữ yên trong cái khoảng này. Còn mình muốn nâng lên tiếp á, thì mình sẽ nhấn tiếp. Cái giường này thì cái phần lưng này có thể nâng lên khoảng là 90 độ để cho mình có thể là ngồi ăn hoặc là ngồi tiếp chuyện hoặc là xem tivi gì đó. Và bây giờ mình hạ lại vị trí ban đầu ha. Bây giờ thì chức năng tiếp theo thì em sẽ là sử dụng cái chức năng là nghiêng trái nghiêng phải. Bây giờ ví dụ em nghiêng phải đi, mình chỉ cần bấm vô một cái thì sẽ bắt đầu nó nghiêng phải không, thì nó sẽ nghiêng từ phần chân cho tới phần lưng của mình luôn. Thì nó nghiêng từ khoảng từ 0 cho tới 55 độ. Ví dụ mình nghiêng cái khoảng này á, mình cảm thấy người bệnh cảm thấy được á, thì mình sẽ tự động dừng. Rồi tiếp theo thì sẽ là nghiêng trái ha.
Thì đây là chức năng nghiêng trái nghiêng phải. Bây giờ em muốn là nghiêng phần nâng phần lưng lên thì em sẽ nhấn vô. Nhấn lúc này thì mình sẽ nâng phần lưng lên. Thì mình muốn nâng tới cái khoảng nào á thì mình sẽ là nâng ha, tùy ý. Còn ví dụ như là mình đang, ví dụ em muốn sử dụng như tới khoảng này em dừng đi thì mình sẽ nhấp vô một cái thì tự động ngay chỗ khoảng này á, thì nó sẽ dừng, mình nó sẽ không nâng lên tiếp tục nữa. Bây giờ em hạ xuống nha. Bây giờ em đang hạ phần chân ha. Cái này thì khi mình nâng phần chân lên nè. Rồi, hạ chân. Mình có thể là nâng lên 45 độ hoặc là hạ xuống 45 độ. Thì cái này là chức năng là nâng hạ phần chân. Rồi, tiếp theo thì em xin giới thiệu đến mọi người chức năng cuối cùng của nó ha. Đó là chức năng là mình nâng hạ phần bô này để mình đi, có thể là đi vệ sinh tại giường. Thì ở đây thì nó sẽ là có chức năng nâng hạ bô này. Thì cái hình cái bô này mở thì mình có thể là bấm vô thì bô nó sẽ được nâng lên. Đây, phần bô nó sẽ đưa lên cái vị trí ngay lỗ này để mình đi vệ sinh tại giường luôn. Rồi, giờ mình hạ bô xuống nha. Cái này là khi mình nâng bô nè, mình hạ bô xuống. Thì chức năng là chức năng cuối cùng. Thì nó sẽ có các chức năng như là nâng hạ phần đầu nè, nâng hạ phần chân, nghiêng trái nghiêng phải, và chức năng là nâng hạ phần bô để mình đi tại vệ sinh tại giường ha. Còn trường hợp mà ví dụ như là mình bị mất điện đột ngột ha. Mình bị mất điện đột ngột, ví dụ đây ha. Thì mình có thể là sử dụng cái tay quay cơ này. Thì ở tất cả các động cơ thì nó sẽ là có một chỗ để mình gắn cái tay quay cơ này vô. Thì mình thấy không, ở đây nó sẽ có các nút nè, các nút đậy. Thì khi mình mất điện phải không, mình chỉ cần mở cái nút này ra đó, mình mở nút này ra thì nó sẽ là có một cái lỗ như vậy, thì mình sẽ đưa cái tay quay cơ này vô. Bây giờ mình sẽ quay nè. Bây giờ em đang là quay đầu, nâng đầu. Đó, thì ngoài chức năng mình sử dụng điện á, trường hợp á, thì mình mất điện á, thì mình có thể sử dụng tay quay cơ mình sử dụng như bình thường. Rồi, hạ đầu. Thì mình muốn sử dụng tất cả các chức năng mà về mà cái tay quay cơ này, mình chỉ cần gỡ những nút này ra rồi mình quay, thì mình sử dụng tất cả chức năng ha, phòng ngừa trường hợp mình mất điện. Rồi thì khi về xong thì mình sẽ đậy lại nè. Rồi trường hợp mà khi mà mình sử dụng tiếp theo là về mình sử dụng mà trong quá trình mình muốn gọi đầu cho bệnh nhân thì cái niệm này sẽ thiết kế sẵn cho mình cái lỗ như vậy, thì mình có thể mở cái niệm này lên thì mình có thể đưa cái thao gọi đầu này vô và mình gọi đầu cho bệnh nhân. Rồi thì giường điện Humet GE6 thì em xin giới thiệu đến mọi người. Thì em cảm ơn mọi người đã xem clip.